Từ ngày hôm nay, thay vì việc phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng giấy, thì người dân và phương tiện tham gia giao thông từ địa phương khác đến địa bàn tỉnh khi qua chốt kiểm soát dịch được công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 trên ứng dụng Bluezone khi thực hiện quét mã QR. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày đầu triển khai thực hiện quy định này tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thành phố Bắc Giang. Đây là những hình ảnh trong buổi sáng nay tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang. Bên cạnh việc kiểm soát các phương tiện có biển kiểm soát ngoại tỉnh, cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt cũng đã tuyên truyền về việc công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 trên ứng dụng Bluezone khi thực hiện quét mã QR cho lái xe. Đồng thời hướng dẫn người dân lái xe cập nhật, cài đặt phần mềm khai báo y tế điện tử trên điện thoại di động. Ngày xưa bọn em ra ngoài đường thì nó cần phải có những nơi cần phải chỗ có 6 7 loại giấy tờ cơ thì bọn em mới thông qua được các tỉnh. Thế còn là như bây giờ lên Bắc Giang mà áp dụng cái khai báo qua Bluezone này thì em thấy nó quá thuận tiện cho tài xế và lái xe nói chung. Ứng dụng khai báo y tế trên điện thoại này là rất là tốt, giúp mình đỡ mất thời gian xin các giấy tờ rồi mang theo giấy tờ lỉnh kỉnh. Thay vào đấy mình chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là mình có thể sử dụng hết tất cả các ứng dụng và khai báo y tế trên đó. Trên địa bàn thành phố Bắc Giang hiện đang duy trì 7 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên các tuyến đường cửa ngõ. Trung bình mỗi ngày kiểm soát từ 1.200 đến 1.600 phương tiện ngoại tỉnh. Với lượng người và phương tiện đến từ các địa phương khác nhiều như vậy, thì việc công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 qua quét mã QR thay cho trình xét nghiệm kết quả bằng giấy cũng sẽ giảm được tình trạng ùn tắc, tập trung đông người và phương tiện tại các chốt kiểm soát. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 trên nền tảng Bluezone khi quét mã QR, Công an thành phố đã quán triệt chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tại các chốt, quá trình kiểm soát đã triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhưng qua triển khai mới thấy rằng là có rất nhiều những người tham gia giao thông chưa nắm bắt được về việc là chủ trương là xét nghiệm công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 trên nền tảng Bluezone. Chính vì vậy, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt vừa kiểm soát vừa quét mã QR cũng đồng thời hướng dẫn nhân dân để chấp hành thực hiện. Để có được kết quả xét nghiệm COVID-19 trên ứng dụng Bluezone, các đơn vị thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cần thực hiện đầy đủ quy trình trên nền tảng xét nghiệm COVID-19, trả kết quả qua phần mềm và thực hiện công bố kết quả qua ứng dụng Bluezone. Có như vậy thì khi quét mã QR mới có được kết quả chính xác.